các vị trí trên máy bay có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao nhất. Dựa theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, thì nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus COVID-19 khi đi máy bay là rất cao. Những người ngồi trong vòng hai hàng ghế xung quanh người nhiễm bệnh có khả năng lây nhiễm cao nhất. Những hoạt động như di chuyển, đi vệ sinh, lấy đồ hoặc đơn giản là chỉ đưa tay, co duỗi chân sẽ vô tình làm cho virus gây bệnh lan ra xa hơn hai hàng ghế. Như vậy, vị trí cạnh cửa sổ trên máy bay là chỗ ngồi an toàn nhất, ít có nguy cơ lây nhiễm bệnh do ít phải tương tác với những hành khách khác nhất. Chính vì thế mà khả năng lây bệnh cũng thấp hơn đáng kể. Theo nghiên cứu của nhóm Fly Healthy Research Team. Theo số liệu thống kê thì trung bình một hành khách có vị trí ngồi cạnh cửa sổ sẽ chỉ phải tương tác với các hành khách khác hoặc thành viên trong phi hành đoàn khoảng 12 lần. Trong khi đó, với một hành khách ngồi ghế giữa hoặc ghế cạnh lối đi thì khoảng trên dưới 60 lần. Đây cũng là những vị trí có khả năng lây nhiễm cao khi đi máy bay. Nếu chẳng may đi chung máy bay với người mang mầm bệnh virus corona chủng mới thì xác suất nhiễm bệnh của những người ngồi trong khoảng hai hàng ghế xung quanh chỉ dưới 1%, nhưng ở vị trí một hàng ghế xung quanh người nhiễm bệnh thì xác suất nhiễm bệnh có thể lên tới 80%. Ngoài ra, Phi hành đoàn trên máy bay cũng là những người có xác suất nhiễm bệnh cao nhất do phải tiếp xúc với nhiều hành khách khác nhau và ở lại trên máy bay lâu hơn. Giả sử nếu một thành viên phi hành đoàn bị nhiễm bệnh thì họ có khả năng lây nhiễm cho ít nhất từ 4 đến 6 hành khách trên chuyến bay. Cách để bảo vệ tốt nhất phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chính là rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn có nồng độ cồn trên 60%, hạn chế đưa tay chạm vào mắt, mũi, miệng và cần phải giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc với người khác. Khi có dấu hiệu về sức khỏe, hãy thông báo cho cơ sở y tế và tự cách ly để đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.